mầm gốc và những cây mới lớn, mới tách trọng. Xin mời anh em theo dõi video. Như video trước thì tôi đã chia sẻ anh em cách tách cây, lách cây và trồng, và đã cho một cái cách trồng mới là đệm bông vào gốc thế này. Thì tí nữa anh em sẽ quan sát trực tiếp cái thành quả và cái tốt của nó để anh em về áp dụng nhé. Và cũng để giải trình lại cái video trước, tôi có chia sẻ với anh em là chăm cây thì cái bộ rễ nó là linh hồn của cây, và làm cách nào, chăm cách nào, chăm như thế nào để cho bộ rễ nó khỏe đẹp và nó phát triển được những cái rễ ngang của nó, đấy mới là những cái vấn đề rất là quan trọng. Video trước thì đã hứa với anh em rồi là cái cách chăm như thế nào để cho những cái rễ già tưởng chừng như vất đi nhưng nó vẫn nảy được ra những cái rễ ngang. Vườn Lan Nâng Cao đã chia sẻ với anh em chăm để cho cái rễ ngang nó phát triển. Vâng, xin mời anh em quan sát kỹ vào đây. Đây là chia sẻ với anh em nhìn những cái bộ rễ của Vườn Lan Nâng Cao nhá. Đây cái rễ già. Đấy, cái rễ già tưởng chừng như vất đi. Đây là những cái rễ già đây. Nhưng mà nó lại nảy ra những cái rễ ngang. Đấy. Còn ngoài những cái rễ mới ra rồi không nói rồi. Cái rễ non mới này thì không nói rồi. Nhưng mà những cái rễ già tưởng chừng như vất đi đây mà vẫn nảy ra những cái rễ ngang. Đấy mới là cái vấn đề. Nếu như nó ở dưới chậu này là nó ra rất là nhiều những cái rễ ngang như thế này. Đấy. Là cái chi tiết để anh em sẽ chăm lan của mình nó phải có bộ rễ tốt. Còn những cái rễ mới đây. Đấy, rễ mới đây rễ già đây. Rễ già cái đầu cụt của nó ra ra ba cái rễ này. Đấy. Đấy cái rễ già đấy mà nó cũng hồi tỉnh lại và nó ra được như vậy. Thì cái gì để làm cho nó ra rễ ngang? Thì chia sẻ với anh em là cái kinh nghiệm mà làm cho nó ra cái rễ ngang của cái rễ già đấy thì nó gồm có hai nguyên tố cần thiết. Đó là super kali. Hai nguyên tố là làm cho nó tạo sơ. Nó tạo sơ và nó phát triển thành cái rễ ngang. Những các cái rễ già nó chỉ còn mỗi cái lõi không, bên ngoài mô xốp nó hỏng rồi nhưng nó vẫn được ra được các cái rễ ngang. Đó là cái nguyên tố super kali. Super kali anh em nhé. Và một cái nguyên tố nữa là B1 Thái, nhưng mà B1 Hồng nhé, vỏ hồng. Đây là lọ B1 Thái. Nó hỗ trợ cho cái việc phát triển rễ ngang rất là nhiều. Hai cái nguyên tố này anh em cứ phun có liều lượng của nó nhất định thì nó sẽ phát triển cái rễ ngang. Nếu như anh em nào mà đã dùng combo của Vườn Lan Hương Cao thì trong cái 6-1 là nó đã có cái B1 Hồng này rồi. Cái hàm lượng B1 Hồng này đã có rất đủ rồi. Cho nên là khi dùng cái 6-1 của Việt Nam, của Vườn Lan Hương Cao thì nó ra rễ ngang và nó phát triển bộ rễ rất là mạnh. Không cần phải dùng bất cứ một loại kích thích rễ nào nữa. Riêng cái 6-1 là không cần phải dùng bất cứ cái loại kích thích rễ nào nữa. Nó cũng ra rễ rất là khỏe, mạnh. Và trong cái combo của Vườn Lan Nâng Cao có super kali nhé. Đấy, một cái nguyên tố là cũng rất là quan trọng là có super kali. Làm cho cây đanh cứng, cứng ngọn và ít bị cái bệnh thối nũn ở nõn lá. Cây đanh khỏe, dày lá thì nó phải có super kali. Trong combo của Vườn Lan Hương Cao đã có một nguyên tố super kali này nhé. Anh em nếu mà chưa dùng thì anh em dùng cái thuốc ngoài đấy thì anh em nên bổ sung cái super kali này 1 tháng 3 lần, 10 ngày 1 lần, và mỗi một lần là phun 0.5 gram, tức là một nửa gram, một nửa cái xìa sữa chua gạt bằng đấy, là tăng cho nó thêm cái super kali này để cho nó ra rễ ngang và nó cứng cây. Và cái bộ gốc của nó rất là to. Đây anh em xem tất cả những cái cây mầm gốc của Vườn Lan Nâng Cao đây, trông nó như là có củ hết. Trông nó như là có củ hết. Tất cả cái cây nào nó cũng như là đang có củ. Thì cái bộ mầm gốc sang năm nó rất là to, nó rất là khỏe,
đấy là nó ở do cây Super Cali. Đây anh em nhìn bé tí đây, nhưng mà mầm gốc rất là to khỏe. Nó cây nào nó cũng có củ hết. Anh em nhìn cây nào cũng có củ hết. Đây, tất cả những cái mầm gốc đều có củ phình ra hết. Như là cái cây đây củ rất là to. Đấy là nó do cái Super Cali anh em nhé, làm to củ mầm gốc này, bật rễ ngang này. Đấy. Và nó làm hồi phục những các cái rễ già đấy, là nó ở cái Super Cali này. Chia sẻ với anh em kỹ về cái vấn đề nó như vậy. Thế và cái một cái giải trình nữa cho anh em là cái như cái video trước là cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Lót bông và bông bông gòn, bông hóa học để trồng ra những cái ki mới lách, ki mới trồng đấy, thì anh em cứ cho nhiều nhiều vào nhé, không phải cho ít đâu, cho nhiều nhiều vào. Đấy, tôi thấy có một số anh em cho một tí tí tí, nhưng mà cái này là cái bông này nó không tan, nó đã ở đây đến sang năm không phải thay lại, không phải bỏ nó ra, đến khi thay chậu cũng vẫn không phải bỏ ra. Và cái này lúc nào nó làm thoáng cái cổ rễ này, không bao giờ nó thối cái cổ rễ nữa. Đấy, tác dụng của nó là sẽ không bao giờ thối cổ rễ nữa. Và anh em nhìn cái chậu này đã quay cho anh em từ hôm chia sẻ bắt đầu hôm đầu. Hôm nay là 15-16 ngày anh em nhìn cái bộ rễ nó đã thích chưa? Nó đã ăn bệt vào chậu rồi. Nó đã ăn bệt vào chậu rồi nhá. Đấy. Mà một cái ki to lách như thế này 20 cm không hề héo mà nó bắt đầu đã đi rồi. Nó đi bình thường rồi. Đấy, như thế này mà cuối năm 1 mét là bình thường. Đấy. Năm 1 thôi nhưng cuối năm 1 mét là bình thường. Nó đang đi tốc độ như này mà bộ rễ nó thế này thì không thể dưới 1 mét được. Không được 1 mét thì cũng phải 80-90 phân. Anh em nhìn bộ rễ này sau 15-16 ngày cực kỳ khỏe mạnh. Đó là nhờ cái bông gòn này, nó không làm đen đầu rễ. Anh em tưới thoải mái nó cũng không đen. Đấy. Đây, đây là một minh chứng nữa là nhờ cái bông gòn này, nhờ cái bông gòn này mà tôi cũng lách cái mầm gốc ra rất là ổn định, mới có 3 ngày không hề héo một tí nào, nó vẫn đi bình thường. Đấy, nó vẫn đi bình thường và rễ không hề đen, phát triển rất tốt. Đó là mình giữ được cái bộ rễ của nó không bị nâu, không bị thối. Chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm như vậy. Còn cái cách chăm làm sao mà khi mình mới đưa ra cái mầm này mà nó làm cho nó không chột, thì là có cái bông gòn này là làm nó không chột, giữ được rễ tốt. Còn cho nó ăn như thế nào thì anh em nên cho ăn này, khi mà cái liều lượng mà phun cho một cái mầm gốc khỏe mạnh như thế này, 1cc cái 6 trong 1, pha 1cc 1 lít nước. Như những cái cây mới ra này thì anh em chỉ phun 4 giọt. 1cc là 20 giọt. Nhưng cái ki mới ra này thì anh em chỉ phun 4 giọt, tức là 1/5. 1/5 của cái mầm gốc khỏe này. Nhưng cái mầm gốc khỏe này 1cc thì một phun 1 ngày và nghỉ 3 ngày. Tức là 4 ngày sau mới phun, 4 ngày mới phun 1 lần. Nhưng cái này pha 1/5 thì anh em ngày nào cũng phun 1 lần. Vào lúc sáng sớm mát, phun nước xong 30-40 phút anh em ngày nào cũng phun. Phun liên tục suốt quanh năm, suốt quanh tháng như vậy thì cây nó ăn một cái lượng phân rất là loãng nhạt và ngày nào nó cũng được ăn. Nó mình hình dung nó như là có một cái nguồn nước tốt thôi. Đấy, chỉ cái lượng phân nó chỉ như là một cái nguồn nước tốt cho nó, thì nó không hề chột một tí nào. Nó không hề sốc và nó không bao giờ bị héo cây. Cái trường hợp này là anh em bị rất là nhiều. Hôm nay là chia sẻ tận gan tận ruột để anh em chăm sóc những cái cây, cái ki mới ra này, ki mới mua về này. Đấy. Và những cái cây mình mới bóc tách ra, mầm gốc mới bóc tách ra, để làm sao mà cái cây, tại sao nhà tôi đưa ra nó to như thế này nhưng nó không hề héo một tí nào, tươi rói rói.
khi mà đưa ra anh em nên cho để ở cái chậu này, cái chậu mới này vào những cái đĩa nước nhá, vào cái đĩa nước và đổ đầy nước vào đây để cho nó mát, và đưa vào những cái chỗ ít nắng, nó có ánh sáng nhưng ít nắng, nó mát, râm mát. Trong vòng được khoảng 10 ngày thì nó sẽ dễ, nó sẽ bệt. 10 đến 15 ngày như cây này thì dễ bệt như thế này. Đấy, thì anh em mang ra nắng, mang ra cái chỗ có nhiều nắng. Bây giờ ví dụ như là nắng đã có